chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Trường Giang được diễn chung với anh Linh như một giấc mơ. Trong tập 7 của chương trình Bước Nhảy Ngang Cân 2015, Trường Giang đã chia sẻ nhiều cảm nghĩ về người anh đáng kính trong nghề là anh Hoài Linh. Trước phần giới thiệu bài thi của cặp đôi thí sinh Thủy Tiên và Sơn Lâm, cặp đôi MC Trường Giang và Ngọc Diệp đã có phần trò chuyện thú vị. Tin Ngọc Diệp tò mò hỏi Trường Giang về con đường lập nghiệp đầy chông gai của anh suốt từng ấy để có được thành công như ngày hôm nay. Cho rằng bản thân khá may mắn và dường như có duyên với nghiệp, bởi khó kể về lần đầu tiên được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp trong một vở kịch mà Hoài Linh đóng vai chính, trong khi anh chỉ là diễn viên phụ và có duy nhất một câu thoại. Dù thế, ở vai trò người mới tại thời điểm đó, với Trường Giang được diễn với Hoài Linh như là một giấc mơ. Anh chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ một ngày được diễn kịch chung với anh Linh. Cuộc đời nhiều khi có những chuyện xảy ra để khiến mình không thể tưởng tượng được. Tiết lộ của Trường Giang trên sân khấu khiến khán giả xem truyền hình cảm thấy vô cùng thích thú. Cũng trong tập 7 đêm qua, thí sinh Anh Kiệt phải nói lời chia tay với chương trình vì có số điểm thấp nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.